đội tuyển golf quốc gia Việt Nam đã làm nên lịch sử cho nền golf Việt tại kỳ SEA Games 32 vừa qua, khi Lê Khánh Hưng giành huy chương vàng ở nội dung cá nhân nam, Nguyễn Anh Minh giành huy chương đồng ở nội dung cá nhân nam và huy chương bạc ở nội dung đồng đội. Đây là những tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử golf Việt tại đấu trường SEA Games. Bản thân tôi, ban huấn luyện và tất cả những người yêu golf đều rất là vui mừng với cái thành tích lịch sử của golf Việt Nam tại kỳ SEA Games lần này. Cái niềm vui đấy nó càng nhân lên bội phần khi mà chúng ta biết được cái đội tuyển của chúng ta còn rất là trẻ. Các bạn còn rất là nhiều năm sắp tới để thi đấu và gặt hái những thành tích trong khu vực cho đội tuyển quốc gia trước khi các bạn chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái cột mốc tạo đà cho golf trẻ Việt Nam và đặc biệt là golf đỉnh cao của Việt Nam sẽ phát triển nhanh hơn nữa trong thời gian sắp tới. Tại buổi lễ mừng công, lãnh đạo Hiệp hội Golf Việt Nam đã trao tặng 50 triệu đồng và bằng khen cho vận động viên Lê Khánh Hưng, 20 triệu đồng và bằng khen cho vận động viên Nguyễn Anh Minh, 50 triệu đồng và bằng khen cho đội tuyển Nam đã đạt huy chương và 30 triệu đồng cùng bằng khen cho tập thể ban huấn luyện đội tuyển golf quốc gia Việt Nam. Với cái thành tích tại SEA Games năm nay thì rõ ràng là khi mà đội tuyển có được những tấm huy chương thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều những sự động viên, sự cổ vũ của người hâm mộ, các doanh nghiệp cùng như là truyền thông, báo chí rất là quan tâm. Chính vì vậy nên ngay lập tức, ngay khi có những tấm huy chương vàng và đồng của hai vận động viên của chúng ta ở nội dung cá nhân thì Hiếu Golf Việt Nam đã ra quyết định trao thưởng rất nhanh chóng ngay trong đêm để khích lệ tinh thần các em. Và sau đó thì chúng ta có thêm một tấm huy chương bạc nữa thì cũng sẽ tiếp tục một tấm bằng khen nữa. Và hy vọng rằng cũng từ cái sự kiện này thì các doanh nghiệp, các người hâm mộ, mọi người có thể quan tâm hơn nữa đến golf để chúng ta tập trung cho những mục tiêu tiếp theo cao hơn. Bên cạnh Hiệp hội Golf Việt Nam, rất nhiều các nhà tài trợ đã đồng hành cùng đội tuyển cũng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa dành cho các thành viên đạt huy chương cũng như cả đội tuyển. Cuối buổi lễ, ban huấn luyện cùng các thành viên đội tuyển golf quốc gia Việt Nam đã có những chia sẻ thú vị cùng khách mời và những người yêu golf về hành trình đạt được tấm huy chương lịch sử này. Khép lại kỳ SEA Games 32 với những tấm huy chương đáng nhớ, thành tích của đội tuyển golf quốc gia Việt Nam cũng đã đóng góp vào bộ tổng sắp huy chương của đoàn thể thao Việt Nam. Sau kỳ đại hội này sẽ là đấu trường lớn hơn với nhiều thách thức hơn, đó chính là kỳ đại hội châu Á ASEAN 19 sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 9 tới đây. Hy vọng đội tuyển golf quốc gia Việt Nam sẽ đạt kết quả tốt nhất có thể tại kỳ đại hội này.